Anh bạn mình nay đến Toyota mua chiếc xe ba mấy ngàn. Đây rồi. Xe tôi như đậu kia. Dạ. Rồi bây giờ vô làm thủ tục với giấy tờ đóng tiền lấy nè các bạn. Quá dữ luôn. Tụi em mặc quần tây sơ mi. Nó vét từ vô chứ. Này cảm giác mua xe mới như sao? Đã buồn. Sao buồn? Góp. Nói một ngày nha, ông mua xe mới, ông rất là êm cái mông. Êm cái lưng mà đau cái mặt, êm cái mông mà đau cái lưng á. Đau cái lưng cài á. Cài chả chết luôn. Nhà ông gan quá. Ba mấy ngàn. Tôi nằm mơ tôi không dám mua. Thôi mà, trời ơi, thấy Facebook của chú rồi. Đời để đi xe cũ mà. Thấy Facebook của chú ở trường đại học rồi. em khổ lắm, em mới học đại học xong em mới tính anh ơi. Lương em 3 cọc 3 đồng. Đâu có bằng anh đâu, anh đi hớt tóc cái đầu anh quất 50 bên có tiền mua xe hết. Ba mấy mà tính thoải mái chưa? Thôi đồ quá chưa? Nó vòng vòng. Này các bạn, sau lưng 27 là... thoải mái mà đồ vòng vòng 30. Này sau lưng là hãng Toyota nữa, quanh này các bạn coi nè đó, chỗ xe. Đó, người Việt Nam mình thì hay có thói quen là mua xe Toyota thôi. Thôi giờ mình đi ra ngoài vòng vòng tham khảo không? Em quay luôn. Thằng ấy đâu rồi? Nó tự. Đâu hả? Ngoài coi xem đi. Còn mua nhưng mà chưa tìm hiểu, nhưng mà phải coi về mảnh những cái về lý lịch xe thôi nè. Rồi anh chơi xe nữa để coi như thế nào nha. Lần đầu tiên mua xe phải khổ vậy đó. Cứ vợ được cứ rồi. Cứ vợ mua xe đi liền với nhau thôi, ông này cũng làm liền. Năm ngoái cứ vợ, hôm nay mua xe, năm tới mua nhà hả? Tới mua nhà. Quá dữ, cứ từng bước mà tiến thôi. Đây thưa các bạn, thưa các bạn, mình đang đứng ở chỗ coi xe. Đây là cái những chỗ cái dealer xe nè của Toyota. Các bạn thấy cái bản hiệu Toyota đó không? Đó, Toyota nè. Thì những dòng xe mà muốn mua đó, giá không có rẻ đâu các bạn. Chạy cũng hai mấy ngàn mai rồi mà cũng là 17-18 ngàn không à. Cho nên vô dealer là xe lúc nào cũng mắc hơn bên ngoài hết á. Và còn chưa kể cái chuyện là gì bạn biết không? Đây bạn coi cái giá nó nè. 17.500 mà 24.000 mai rồi. Đời đây là đời 2017. Chưa kể là còn thuế má vô đủ thứ hết trơn á. Xe mua đó nó có để ý chỗ này nè các bạn. Mấy cái wheel nè, mấy cái bánh xe, mấy cái mâm nè. Đây là cái này là loại thường. Loại thường nha. Còn cái loại mà cái dòng mà bánh đúc á nó lại mắc hơn. Thường bánh đúc thì nó mắc hơn chứ hạn như mình coi. Coi nha. Đây, dòng này bánh đúc nè. Mắc hơn, thấy không? Bánh đúc nè. Nó gọi là aluminum. Aluminum thì nó mắc hơn. Nè, thấy không? 19.900. 19.000 mai. Đó. Mua xe nhiều khi ít người để ý lắm. Có những cái loại xe đó mà người ta chạy á, nó bị chày xước sơ sơ rồi bán. Người ta đổi xe. Như cái dòng Audi kia đó 40,000. Còn thằng này á là thằng Acura. Acura này không có bảo hiểm nha, không có warranty nha. Acura này mình coi coi. Không thấy để giá nhiều hết. Không thấy để giá. Giá là 20.985 mà không có để thông tin cụ thể. Bao nhiêu mai không biết. Đây vòng vòng dealer xe cho các bạn thấy nè. Hôm nay mình dẫn thằng em mới đi coi xe để mua. Mà trong kia là hãng Toyota chỗ ông bạn mình á. Bây giờ đang mua ở trọng á. Những cái dòng xe như là mấy cái xe đời cao cao á, xe cao đó thì rất là mắc tiền. Hai mấy ba chục không, mấy cái Highlander rồi đó. Đây cũng 10 mấy 20. Trên kia là 27, 28 rồi nó mắc hơn cả 10.000.
đi vòng vòng bạn coi nè, đó mua xe hơi bên Mỹ á, thì nếu bạn không có tiền thì bạn đau vô, đau 5.000, sau đó mượn loan, lãi suất từ khoảng cỡ 5.6, credit thì nó lại rẻ hơn chút. Thì hôm nay mình giới thiệu bạn coi, đây vòng vòng ở khu này rất là nhiều xe ha. Rồi thôi mình đi với anh em cho nó coi xe nào dưới nó coi. À, cho nên là nó phải mua cái xe mà thứ nhất là tiết kiệm xăng, thứ hai là mau được hồi vốn, mà may thấp. Thì tại vì nguyên tắc là khi mà mình chạy xe đó may cao á, hãng nó không cho mình chạy. Mình mua xe giống như là cái phương tiện mình đầu tư vậy đó. Mà Acura là dòng cao cấp đó. Thì ghế nó là ghế da nè trong nè, giá 23.000 mà đã chạy 61.000 mai chứ đâu có ít đâu, kinh khủng không? Mấy dòng xe mà cao cấp thì nó mắc tiền lắm. Kia chớp chớp biết vụ gì. Thấy không, giá cũng cao lắm không? Hả? Nó mới làm á, nó mới vừa thâu vô hay sao á? Đâu xe thì xe mới luôn. Đây nè, giá ở đây nè. 2016, 28.000 mai, 14.000. Ừ. Dòng thường thôi. Này 15.000. Đây có người họ đi chăm sóc nè Khoa. Họ đi chùi xe nè. Đâu phải không có người đâu, đi chùi xe đi đó, đi dọn dẹp hàng ngày đó. Nên mình mới thấy nè, nó đề xe kiểm tra dọn dẹp hàng ngày đó, chứ phải tự nhiên mà xe sạch đẹp được vậy đâu. 2016, 15.000 mai, 23.000 mai, 15.000 mấy trăm. Nó là có người đi sửa chữa xe, đi dọn dẹp kiểm tra xe. Nó sệt mà thì nó phải giá cao thôi, 20.000 đô mà lại là mai rất là cao. 2014, 87.000 mai thấy có giá ghê chưa. Nó sệt là lúc nào cũng có giá chứ, chịu nổi không? 87.000 mai rồi. Mấy chiếc Lexus mà SUV á, giá rất là cao. Trời, 2016 40.000 đô chứ, tại 2016 nè. Xe này mua vô hả, tốn xăng chết luôn. Tuy rằng nó lớn, chở được nhiều người mà tốn xăng khủng khiếp. Nó phải giỡn đâu nè, nó là X456 37.000 mai, 8 máy các bạn, máy 4.6. mua cái này không có tiền đổ xăng đâu, đi mà đi xa đi nhiều là chết luôn á, không có lợi. Hey các bạn, hôm nay mình đang ở trên chỗ dealer mua bán xe Toyota, thì anh Thái 28.000 mai cũng ghê này. Anh Thái coi như một người như là chuyên phục vụ cho cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang này. Anh Thái hả? Thank you. Đây mình có hàng bạn nè, Tú, mày mặc cái này. À, mới mua xong chiếc xe. Nghe mình đang kiếm chiếc nữa. Việt Nam hỗ trợ nhau các bạn ơi. Có gì anh thiệt lòng anh nói cho, đừng có lo. Người Minnesota được cái là thiệt thà. Mấy chiếc này cũng ok. Cảm ơn Thái nha. Thái ơi, cảm ơn Thái nha. Bà con mới qua nhớ gặp anh Thái nha. Thì có gì gặp sau. Điện thoại anh Thái số mấy nha? 612-309-7198. Ok, dạ cảm ơn Thái nha. Rồi, cảm ơn anh. Đây thằng em mình nó đi mua cái xe để nó chạy nhiều bờ, cho nên là nó đang đi thử xe. Thì sau khi mà đã chọn được cái xe nó cũng ok rồi, thì em nó bắt đầu nó ra nó thử. Nó lấy chiếc Yaris. Chiếc này là 14.900, 15.000 đô. Nhưng mà nó là 4 mát, máy có 1.5 mà đỡ tốn xăng. 40 mai chạy trong local, 32 mai freeway.
Ủa cái khoan bự. Cái bill nhà với bill ga, bill điện đồ này kia đó là cái đó nó không có hết cái gì cho cái địch mình hết. Rồi cái là bánh xe nó cũng thuộc dạng là loại ấy nè. Chỉ có cái thẻ thế lực thật mới ép được thôi. Hoặc là cần người cô sai. Nhưng mà muốn biết chắc chắn á là phải lên điêu là phong cái địch mới biết được. Yeah. Nhưng mà muốn mua đời 2019 nè. Ồ, nhấn nút luôn hả? Ừ, nhấn nút đời luôn đó. Không có gì khác nhau hết. Đời sao? Nhấn sao? Đè nút sạc trên kìa. Nút sạc nè. Ừ. Cũng dữ ha. Khoảng chừng at least là khoảng chừng 3.000 á. Chắc con á. Cũng cao cấp hơn cũng dữ ha. Ngon hơn chiếc kia luôn. Đúng rồi, anh không bánh chứ. Không có gì khác hết. Rồi, thử xe đây. Mà đợi mà tới khi mà hai cũng màn hình cũng dữ á. 18 cộng đồng á. Anh Thái ngồi chung không? Đi đi rồi, chút trở lại gặp. Rồi, chút xíu rồi mình xáy xong, ok. Đây, xe cũng có màn hình cảm ứng rồi đó. Rồi thôi, ta tắt đi để hết xăng á. Xe nè. Mới chạy có 11.000 mai à. Máy gọn quá. Đây mình đang ngồi chỗ dealer mua xe. Đó, thì đây là các loại xe cho các bạn coi trước nha. Rồi các bạn làm việc của một dealer, của một người làm chỗ dealer xe đó. Người ta có nhiệm vụ dắt người ta đi coi xe. Hello bạn Hiền, sao không nhấn subscribe ủng hộ mình đi chứ? Nhấn like đó nha. Sao đừng giật mình. Bức tranh biết nói chuyện là chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Thôi xin cảm ơn nha, làm ơn nhấn subscribe và like để ủng hộ cho kênh của tôi và chương trình để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Xin trân trọng, hẹn gặp lại quý vị.